gặp bố cầm tôi muốn ôm bố cầm cái không? Hùng cây coi. Mình cũng ngờ là Việt Kiều Nhật và yêu mình đến mức độ này. Cảm ơn. Lâu lắm rồi, 7-8 năm. Anh lần đầu tiên anh lên livestream là tôi lên mà. Trời ơi, tôi chữ thề quá mày. Đây em nói tôi nín luôn, mà lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Rồi anh Kiều ở Nhật về hả? Ôi trời đó. Bao nhiêu năm? 40 năm hơn rồi. Mà nói tiếng Việt mà nó còn nói tiếng Việt hả? À? Trời ơi, không được. Hôm nay còn lừa người được không? Năm sau trở lại đây. Nhưng mà về em vui. Tiếng Việt mới được. Vui không? Công nhận vui. Không? Anh hiểu tiếng Việt. Nói thoải mái, nói hết ý. Đừng có nói tao về Sato. Ốc, ốc. Là quay. Chú Bồ Rai. Bả thì đó không phải là không dịch nữa. Đi ra nhiều về bộ cầm là đi ngang nhau hết đi ngang nhau rồi hơn là phải câu đó à. Ông nhạc sĩ cũng à, đó là ông nói tôi được 79 rồi. Chờ mới giải trí đi một ngày em đi là 79. Ờ anh làm sao em? Là sao nói về tuổi tác thì tuổi tác lớn hơn đi sao định cư nước ngoài nó cũng không có chính vì cái chỗ anh còn ở lại anh không hiểu được. Anh đã từng làm công an nhà nước mà rồi anh đã tiếp xúc anh muốn bắt trời trời nữa mà ghê gốc nó lừa gạt bộ đội đúng là ghê để chứ gì đó mình thấu hiểu được hoàn cảnh của đất nước từ lúc đó và trước đó anh đứng rồi nữa anh là đứng quỷ mà em nghĩ đứng không chưa rồi tôi đã anh trải nghiệm đúng thứ như vậy đó là cái pháp thì nước pháp nó nói tiếng pháp cái vốn mỗi quốc gia nói tiếng khác nhau như vậy anh mới hiểu được anh quát nói tiếng Anh Philippines nó tiếng Anh, ngay bây giờ được dạ. Hạnh phúc như vậy. Australia nó tiếng Anh, thằng Canada nó tiếng Anh. Mình phải hiểu được cái điều đó. Canada nó tiếng Pháp. Lịch sử Việt Nam. Nó không hề đơn giản. Thì mình tự hào của lịch sử Việt Nam của mình. Mặc dù ta là người ta là người quân chữ tự hào. Bởi vì cái người Việt Nam này họ không hiểu được biểu tượng đó là từ quốc tế rồi. Bởi vì không chế độ đi ra ngoài nó trả được dựng lên cho nó đâu không dễ kiếm đâu không dễ kiếm lính nước ngoài người ta cũng không dễ kiếm không có lý tưởng không có lý tưởng tại nó từ lâu rồi mà không có lý tưởng thì không có thì đương nhiên là không chiến thắng được mà không lấy được lòng dân bởi tao nói hoài một anh gì cộng bằng một quần xà lón ở trần không có giác mang hầu như không có cái gì cả mà giác một cây B-40 chĩa vô căn cứ của lính Mỹ để bắn vô thì tao hỏi mày cái lực lượng vũ trang vậy sao người ta thắng được nhưng mà họ thắng nói chung hồi trước là Việt Nam là không có lương thì không có đánh còn bên cộng sản thì họ đánh không có lương đúng rồi lý do tại sao mình hai ông muốn đã nói rồi ca nhã ăn nhậu qua tới tiếng Tiên rồi hả cái hào hào muốn nói cho hào nói luôn cái cái nói chung thì chúng ta nói chuyện về gì có chỗ nào cũng cà phê cà sả cũng có chuyện cái mình nhậu mình đi nhậu bằng nhậu thì cũng không đừng nên nói không để mình vấn đề đi vui thôi mà anh hiểu mấy người con là bên nhà tôi chắc đi làm hết rồi hả đi làm lớn hết rồi 30 tuổi hết rồi 30 tuổi hả vâng cảm ơn anh hiểu có mấy người con hả 2 người con làm ở Nhật rồi quốc tịch Nhật hả tuyệt vời con về con các con của anh Hiếu về Việt Nam chưa? Nó về hồi được cái là nó thích lại thích Việt Nam đó là có là thích Việt Nam là Việt Nam mỗi năm nó về đây nó chơi thời gian mà nó đi nghỉ dưỡng mà tao nói về rồi con bây giờ con mấy con ra ba con à con cầm ba đứa không cầm thì rơi rớt không nhiều nhưng mà chính là bao nhiêu mấy đứa mà đừng nói cái tuổi của mày nói chung là văn hóa Việt thì cái gì rồi cuốn mà nó nhớ quê hương biết không làm món ăn đó. Và nó không bỏ được canh chua cá kho tộ và nó không bỏ được cái những cái gì mà người Việt thí dụ như bún riêu bún mắm thành ra hầu những đứa trẻ của người Việt mình nó không bỏ được quê hương để bởi vì món ăn có nhiều đứa nó ăn đồ Mỹ không chứ nhưng mà con tao đặc biệt ăn đồ Việt không điều ăn cơm chưa cá kho rồi cá chi nói chung là hầu như tất cả những món ngoài này tôi 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 tôi
cái gen là gen mình là gen Việt Nam đó không các bạn. Đợt này anh Hiếu mấy ngày trước em thấy anh Hiếu đi ra Nha Trang gặp mấy ngày trước em thấy anh ngoài Nha Trang mà anh thấy gặp ra ra Nha Trang gặp Phong rồi gặp anh Phong rồi anh Phong không không nãy em quay thôi anh đi Hà Nội cũng có nữa ok đây bên đó bây giờ anh chắc gần nghỉ hiểu chưa em có phước không giờ dọn dẹp nghỉ thấp thấp tới nghỉ giờ làm gì nữa làm gì trước mình làm rồi giờ nghỉ bên Nhật là bao nhiêu tuổi nghỉ hiểu à bên Nhật 60 giống Việt Nam luôn hả nhưng mà sao giờ bây giờ kéo lại xã hội Nhật xã hội nó già thì nó kéo cái tuổi thọ lên là 65 Thế bên Nhật là Nhật cái Singapore thấy 80 tuổi chạy taxi không à? Cái họ làm không phải vì họ không ấy nhưng mà bây giờ ở nhà buồn buồn ở chỗ là biết ở nhà một mình mà con cái nó không có ai với lại Nhật nó thêm cái nữa, nó bệnh nghề nó ở nhà nó làm quen nữa rồi bỏ nó chịu không được nó đi làm đành rằng nó có tiền chứ không phải nó có tiền nó trở thành ngọt nhưng mà nó có cái bệnh đó không phải nó có bệnh cái đó bên Mỹ nhiều lắm ta hồi xưa ta qua Mỹ có dòng già 70 tuổi một hội đàn mặc dù là cái ngày xưa là cái chế độ của nó là 65 tuổi là về hưu già đó còn ngày xưa sáu mươi được hưu non là 62 65 tuổi là đủ là full time á là full á là đủ tuổi á thì mấy cái 70 cũng thấy làm đó. Tao mới thắc mắc tao mới hỏi sao mới đâu cái thằng kia nó mới nói thằng Việt Nam mà nó mới qua lâu rồi nó qua đâu nó thấy chưa người Mỹ không bao giờ cái là ngưng phụng sự cho tụi nó chứ không phải bởi cái ông nó ở có một mình à con cái bỏ đi cháo rồi đủ ông cứ lẫn quẩn ở nhà hoài thì ông cứ xin làm việc là bán ăn để lấy cái niềm vui bởi vì cô đơn quá không có ai nhà cả không lẽ tối ngày quê quẩn nhà thì là phải đi kiếm làm để mà khỏa lắm cái sự cô đơn cái thực chất đó họ không muốn ở nhà là bởi vì họ cô đơn quá chứ không phải vì chỗ người ta ham làm không phải vậy một số lớn người Việt bây giờ người Nhật đó, bây giờ họ về hưu rồi họ ra nước ngoài họ sống với cái đồng lương ra nước ngoài họ sống thoải mái thành ra tôi nghĩ là chừng 5-10 năm nữa Việt Nam nó họ có xây những cái khu mà để nghỉ dưỡng cho những trong cái thời gian cuối cùng những người ngộ quốc cuối đời của những người già có ở Việt Nam từ xưa đã có chứ nhưng ví dụ như là bị những lão là có chứ không mình thì nghe đó mày không có tài là vì bây giờ đầy nhiều đây mà vì tư nhân luôn đóng tiền vô có đầy đủ nó thì có nhưng mấy cái mình quảng cáo chưa có sao đi ngoài chứ bây giờ hiện tại Nhật nó qua nó sống ở Indonesia nè ở Philippines nè thì rất là vui ở về đây mình được chứng kiến sự phát triển lên nữa vậy chính vì cái chỗ đó mà về về đây mình thấy ngạc nhiên từ hạ tầng cơ sở cầu cống đường xá bán cao ốc rồi những cái sự người dân sự được phát triển cái gì cũng có thời gian mà tao thì tao có cái bệnh rồi tao rất ghét những người nào mà nói xúc phạm mình biết không và mà giúp thầm cái đó, vô lối nó chẳng có bao giờ nó so sánh này Campuchia, Hàn Lào, Myanmar hay là Ấn Độ hay là kia không nó lẹ đầu cử cổ vào trang nó cứ bắt Việt Nam đang so sánh với Mỹ bao nhiêu mà nó không hiểu lịch sử gì cả chính thằng Mỹ là cái thằng đang tàn phá đất nước Việt Nam ngày xưa chính thằng của do Mỹ và cả một cái bầy diều hâu có nghĩa là đồng minh của Mỹ từ mấy nước từ đó đủ thứ loại lên đầu dày xéo
bởi vì đây là mình đánh giá sai lầm sánh với Mỹ, mình sống quê nghĩa là tôi tưởng mình quê, bởi vì tao ghét chính đó. Anh ở bên Nam Quy ở cái vùng của anh á, nếu mà tính theo mặt bản đồ á, từ Nam Quy đi xuống mình thấy Cà Mau vậy, nhưng mà mãi quá ư là hay, quá ư là chuyện mình mà được như vậy là mình đi xin biết bao nhiêu, biết rồi đi xin báo, biết cái nghệ sĩ mà nó như thế này, không phải, không có nơi nào không có, giống như bên Mỹ thì nó không có đơn giản, không giống như máu của người Việt Nam thì bao nhiêu, người không biết anh vô vũ trường thì nó là đội quán sáng gì nè, có bên đó cho nên là đi đâu gì nè, một lát có người đi tới không nơi nào cũng có, cái người bảo vệ ngoài nói là bạn của nói chung là thế đó, thế hệ đó là một thế hệ không bán cái hệ đi sinh quá đà, đúng rồi, để cho đà có thể gây ra là được chưa, hôm nay là mình thấy những chuyện đáng tiếc, dù muốn dù cho nó cảm ơn các thế hệ trước, đúng rồi, nhớ ơn. Đi toilet nó biết hết nhớ à, đó có quyền ngồi nhưng nó không bán nữa, tuổi trẻ họ là không biết bao nhiêu, còn bia rượu em bắt gì đó nhất là những cái thiên niên sử bia hùng quán xá đặc biệt là rất ư có những người mà ta quen biết sau này rồi, những người mà khi ta về Việt Nam thì ta tiếp xúc á thì họ kể lại những cái chuyện mà gia đình họ, những đứa con của họ ra đi phải phải và ở trong những cái tuổi là thanh xuân 18-20 và đi không bao giờ về, mình mới cảm thấy là mình thấy tôn trọng luật lệ từ ra phía Bắc luôn cho nó không ấy, mình cảm thấy là như anh em mình nhậu đi về ta xin nó nghe rất là khoát, nó kiếm tiền đâu kiếm thằng lái, nên không phải đơn giản đâu, còn em lái gì mà anh đã có từ 100 mất hai cái bàn cũng luôn đi lấy, bởi vì con người ta hơn nhau ở cái đầu, ý tao muốn nói cái này, ông nói kiếm tiền dân 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 nước Mỹ sao khi vậy phải không đó, một cách đây mà người ta đi trở về quê người ta coi giống như là bạn, người bạn chẳng ai phải khó khăn bởi vì em cho anh 2 đô la bây giờ anh chỉ còn 3 ngày le que chạy trốn đường thoát rồi xong cái đầu mình đổ bò bậy bạ xuyên càng mình phải bạn biết tại sao thực chất không có là cái gì cả, chắc là chính quyền mà cũng không có nhìn thấy không, nó là cái gì mà mình thấy là điều này trình chính quyền mình nói là sự nhân đạo nó vô bờ, mình là tính cách văn đe rồi anh thấy anh không có nói điều cái điều đúng rồi, tôi cho anh chính vậy đó, nhưng mà chính vậy ta mới chọn nơi đây và chúng ta đi gần cuối đời cả rồi, còn thời gian ngắn thôi chúng ta rất hết trơn, nhưng mà ta chọn đời đây chọn quê hương mà bao à? Bởi vì giống như thằng em đó, chúng ta đi để mà về, chúng ta đi luôn với vậy, đi để trở về, đi để trở về. À, còn người ta có nhiều đứa hỏi vậy thì thấy mà mày kêu vợ con mày có cái mức đó cái gì ta mở luôn là nó bị khỏi nói cái chuyện đó là cái gì chuyện của cá nhân mình không lẽ tôi đi tao báo cáo với mày à? Cái thứ hai là mình đi để mình xâm chiếm nước Mỹ, để mình chiếm nước Mỹ. Việt Nam mình có 3 triệu dân ở bên mà cũng 1% hả, cũng 1 bang, nhưng mà nếu mà gom lại được 1 bang luôn á, cho nên là hợp chủng quốc các nước họ đến họ chiếm một mớ thì mình cũng phải chiếm mớ chứ. Nhà mình về mình sang bên đẻ con đẻ cháu để mình chiếm một phần nước Mỹ, nước Mỹ rộng lớn là nước Mỹ của chúng mà. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ mà nước Mỹ mà đất rộng lắm, nhưng phải tùy tiểu bang nào làm ăn được, còn những cái tiểu bang nó có 9 cái tiểu bang bỏ trống mà không ai tới, có không em tới làm ăn chỉ có ma tới ăn thôi, nó ngộ đất nó bỏ trống luôn á, một tiểu bang nó còn lớn hơn Việt Nam mà nó bỏ trống không ai dám tới, bây giờ tới đó chỉ có ma rồi, nó có việc làm để nó có việc làm, làm ăn buôn bán là rồi thậm chí xã hội đen nó tới nó thăm đón mình, nước Mỹ nên người ta tụ tập tới cái nơi mà làm ăn được, nó quốc gia lớn nó có 52 tiểu bang mà nó bỏ 9 cái tiểu bang, 9 tiểu bang nó bằng 9 quốc gia lung tinh nữa, bỏ không luôn á, điều lúc thôi dạ nó có cái điều này là có em chưa rồi em chưa được nước Mỹ là em chưa lo cho việc đó chồng mọi người thì thưa dạ nó có 300 mấy 400 triệu à 300 mấy chưa được 400-300 à dạ dạ, nhưng mà tới 52 tiểu bang mỗi cái bang nó lớn bằng nước gì ra, mà tôi hỏi mày nó quá rộng thì tại vì nó lưa thưa chứ một tiểu bang mà nó sản xuất về vấn đề nông sản thì kia thì rất là thưa, và những cái đó là người Việt Nam không có xí vô, nhiều Việt Nam nó có tính quần hội, có nghĩa là tính rờn tủ, cái là chỗ nào mà có đông Việt Nam thì cái nhào vô nhào thôi, dễ sinh hoạt, dễ sinh hoạt. Lý do cái gì nhiều người Việt Nam rất là dở tiếng Anh, nó hẳn như vậy, mọi người họ sống quay quần đoàn thể theo kiểu cái tiếng Việt, vô đó đi chợ nói tiếng Việt thì nó khỏi bắt công này kia, là họ làm bí rồi mà. Nhưng mà những người đó thì ngược lại thì họ không đồng quá theo cái chân xã hội Mỹ, có nghĩa là họ là ở nước Việt Nam này nè,
những cái nhận xét của người Việt Nam đối với nước Mỹ nhiều khi trình độ còn cao hơn những người ở nước Mỹ. Yeah. Bởi vì họ nước Mỹ là buồn cười, nói chứ quay còn một nhóm vậy đi chợ đi búa các cái rồi hoàn toàn dùng tiếng Việt cả. Họ giờ thậm chí đọc báo của tiếng Việt luôn, họ không có biết đọc báo tiếng Anh. Chứ yeah. Vì chỗ đó những cái tờ báo mà xuyên tạc nó dù nó tiếng Việt mà nên ra người ta đọc nó khoái mà đâu biết không phải gì đâu. Yeah. Thực chất ở người Việt ở đây nè, họ coi báo, họ coi đài có cái cách trung lập và cái cách khách quan, thành ra họ hiểu được chính trị của Mỹ. Còn ngược lại người ở nước Mỹ lại không hiểu nước Mỹ, nó quá con bơ chỗ đó đó. Mà nó rộng quá, mà rộng lớn đúng, quá mà. Đúng. Còn cái bí mắc cầm gì vậy? Vì cái xã hội Mỹ nó là hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, nó đầy đủ loại thập cẩm hết trơn á. Nhưng mà người Việt Nam mà làm ăn mà ngoài cái khu vực của người Việt Nam á, dễ bị đập phá tiệm. Đó, em thấy cái người da đen nó đi ra được không phải là người Mỹ đâu, nó là người khác đó. Nếu cho con chọn, con cầm 2 triệu đô la bây giờ đầu tư bên Mỹ, thà con cầm 2 bà ta trắng của đầu tư tại Na Uy. Vì con biết cái xã hội Na Uy như thế nào. Con tin tưởng được bởi con không sợ là đập phá tiệm con. Còn ở Mỹ con cầm 2 triệu ra có thể con trở thành con số 0 nữa. Còn con cầm hai bà ta chắc ở Na Uy không bao giờ trở thành con số 0. Thậm chí mất mạng nữa. Dạ mất mạng nữa, mất của không có gì còn mất mạng nữa. Xã hội Mỹ bây giờ nó không phải như xã hội Mỹ 50 năm về trước. Ừ. Nó kinh dị lắm. Càng ngày nó càng hỗn tạp, thấy rõ ràng chiếu phức tạp lắm. Dạ. Nó vào cửa hàng người ta nó lấy tỉnh bơ ra mà. Giống như con mới coi cái gì báo nó rất là kinh nghiệm lên chùm nó bị bắn á đó. Ừ. Rồi thậm chí nhiều khi á bắn tách này em giỏi em nó dùng cái ám sát á đang lúc mình mà thành điểm ha sâu tay sâu tay nó phức tạp lắm. Chẳng hạn như hai anh em mình ba anh em hôm nay đi ra siêu thị Mỹ bây giờ vô đậu dành bãi đậu xe rồi cạ qua cạ lại chứ thì mình có lỡ cạ giao xe là giao thông rồi là tai nạn giao thông lên chưa làm gì nó quay qua bắn cái đầu. Anh có hai mảnh camera mà anh không bảo anh sống. Bây anh nói câu hồi nãy là cho tôi cầm 2 triệu ra, bây giờ làm bên Mỹ đầu tư, xin lỗi tôi cầm 2 bà tôi tránh cái Na Uy. Vì tôi sống Na Uy tôi biết tôi làm sao phải đứng dậy. Có Mỹ tôi phải làm sao phải tránh né. Nó có khác nha, tôi phải làm sao đứng dậy nó khác hơn, tôi làm sao phải tránh né. Bạn bè tôi bên Mỹ rất nhiều, thậm chí gia đình tôi bên Mỹ, bên nội tôi bên Mỹ rất nhiều, nhất là bên Việt Nam cộng ngòi. Một rừng như bên đó đó, tôi không qua được. Bên Na Uy anh đi có giống Việt Nam không, được như Việt Nam không? Ô an ninh Na Uy chặt chẽ luôn, rất là thoải mái. Có giống được, có được như Việt Nam không? Na Uy an ninh hơn Việt Nam xa. Na Uy thì an ninh là the best of the best. Trên thế giới này không có bao nhiêu nước da qua được thằng Na Uy. Việt Nam thì anh không đi chơi thâu đêm rồi thoải mái không? Đó, vậy là mày không tính cái trung bình quân. Bởi vì cái dân số Na Uy nó quá nhỏ, nó quá ít. Một cái nước nước có 5 triệu dân. Mà mới hiểu là khi đất nước đông dân càng nào thì này bạn khó cai trị chừng đấy. Yeah. Giống như chay người dẫn mày chó đi, mày cầm coi lắm mày liền rồi đó, mày xách dây á, mày xách có thể là 10 con, nhưng mà cái mày chó của mày nó 50 con thì 30 con vậy đâu, nó có dây vậy đâu, nó đơn giản thôi, không có gì chứ trời. Không thì người em này hỏi con thì con chỉ chia sẻ đúng cái ý chồng. Không anh phải nói đúng rồi.